Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Kính thưa quý vị, có lẽ là thông tin mà Minh Hải TV sắp đưa ra sau đây sẽ làm rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhất là trong cái hoàn cảnh mà đội tuyển nước nhà vừa mới giành được chiến thắng vang dội trước đối thủ đứng đầu của bảng B Asian Cup 2019, đó là đội tuyển Jordani. Và hiện tại thì đội tuyển Việt Nam đã lọt vào tứ kết giải Asian Cup 2019, tạm thời trở thành một trong 8 đội mạnh nhất châu Á. Bóng đá Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây có những cái thành tích phải nói là rất đáng tự hào và thậm chí là đã tạo tiếng vang ở tầm châu lục. Chính vì thế là người hâm mộ nước nhà không khỏi băn khoăn là bao giờ thì chúng ta có được những cái sân vận động tầm cỡ đủ để mà tổ chức những cái giải đấu lớn trong tương lai. Chúng ta cũng đang hướng tới là không chỉ đăng cai SEA Games, AFF Cup mà cả những cái giải đấu lớn như là Asian Cup. Cho nên là việc xây dựng các cái sân vận động lớn hiện đại là cái việc mà sớm muộn cũng cần phải làm. Chính vì điều này thì cũng làm các nhà đầu tư ở tại Việt Nam phải suy nghĩ rất là nhiều. Và mới đây, đầu tháng 1 năm 2019 thì tập đoàn FLC đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất một cái ý tưởng là quy hoạch và đầu tư một cái khu phức hợp sân vận động, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí có cái quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nằm ở tại một trong các cái huyện thuộc phía Bắc Hà Nội, ví dụ như là Đông Anh, Mê Linh hoặc là Sóc Sơn. Theo đó thì cái dự án khu phức hợp nói trên ấy, sẽ dự kiến là có hạng mục chính là các cái cụm công trình liên hợp thể thao, với cái điểm nhấn trung tâm là một sân vận động có sức chứa là khoảng 100.000 chỗ ngồi, tức là ngang với cả sân vận động Bắc Kinh và sân vận động New Camp, còn nhỉnh hơn các cái sân vận động nổi tiếng khác như là sân Wembley, sân San Siro, sân Bernabeu hay là sân Old Trafford. Và nó cũng phải lớn hơn cả sân Bukit Jalil của Malaysia trong cái giải đấu AFF Cup 2018 vừa diễn ra mới đây. Sân này thì sẽ được thiết kế là có mái che để mà đáp ứng được cái yêu cầu tổ chức các cái giải đấu quốc tế lớn, với cái mục tiêu là trở thành sân vận động lớn và hiện đại nhất thế giới. Tổng cái mức đầu tư ở giai đoạn 1 dự kiến nó rơi vào khoảng 25.000 tỷ đồng. Đây có thể là nói là một trong những siêu sân vận động có sức chứa lớn nhất châu Á. Nằm ở trong cái dự án này còn có các cái hạng mục khác, gồm có sân golf liên hoàn này, đường đua công thức 1, cụm khách sạn, rồi resort tiêu chuẩn 5 sao, khu liên hợp đa phương tiện phục vụ các cái hội nghị quốc tế, khu dịch vụ vui chơi giải trí, rồi các cái khu trung tâm thương mại, tài chính, rồi tổ hợp các cái khu chăm sóc sức khỏe, rồi kết hợp nghỉ dưỡng, rồi cả khu trại hè quốc tế tập trung kết hợp các cái hoạt động giáo dục vui chơi khoa học dành cho trẻ em. Tiếp theo phải kể đến đó là trường đua ngựa và vườn thú, các cái công viên chủ đề và quảng trường trung tâm, rồi khu mua sắm tập trung theo mô hình outlet. Tổng diện tích của dự án này cỡ khoảng 1.000 cho đến 2.000 hectare. Nhiều chuyên gia cũng rất đồng tình với ý tưởng này của FLC. Đây được xem là một ý tưởng khá táo bạo nhưng mà cũng rất thực tế, có thể góp phần nâng tầm Việt Nam trên nhiều lĩnh vực thể thao, văn hóa, xã hội, du lịch và kinh tế. Theo các chuyên gia này nhận định thì về kinh tế thì rõ ràng là chúng ta thừa sức để xây dựng cái sân vận động tầm cỡ đó, vì sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới lại không phải nằm ở Mỹ hay ở Nga hay là ở Trung Quốc, mà chính sân vận động mà có khoảng 150.000 chỗ ngồi lại nằm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Tiếp đó thì là ở châu Á này còn phải kể đến là sân Bukit Jalil của Malaysia với sức chứa cỡ khoảng 80.000 chỗ ngồi. Rồi đến sân của Indonesia cùng với nhiều các cái nước lớn lần lượt hiện diện trong top 10 sân vận động lớn nhất thế giới. Ở Đông Nam Á hiện nay thì có sân Bukit Jalil của Malaysia với sức chứa 80.000 chỗ ngồi, cũng là một trong số 10 sân vận động đẹp nhất thế giới. Ý tưởng dự án khu phức hợp và sân vận động hiện đại của FLC thậm chí là không khó thực hiện, như là cái vấn đề mở cửa casino trong nước cho người Việt được đặt ra cách đây khoảng chục năm, bởi là bây giờ người ta coi trọng thực tế và hiệu quả. Thiết nghĩ đây cũng là niềm mong muốn chung của người dân, đặc biệt là tại một nước có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt như Việt Nam mình.
Ai cũng mong muốn được mãn nhãn và được tự hào khi bước vào một sân vận động có mái che hiện đại bậc nhất thế giới để mà thưởng thức các cái trận đấu đỉnh cao. Mà điều này thì cũng giúp rất nhiều người hâm mộ bớt đi cái cảnh phải đội mưa rét xếp hàng suốt đêm mong chen chân tìm được một chỗ ngồi trong cái sân vận động chật chội như là đã xảy ra rất nhiều lần trong cái thời gian qua. Một điều đáng lưu tâm nữa là cái dự án này được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân của FLC với quy mô đầu tư được ước tính lên khoảng là 25.000 tỷ đồng. Và điều quan trọng nhất cần đảm bảo là không chi tiền ngân sách cho một đơn vị nhà nước xây dựng và quản lý khai thác để mà tránh cái hiệu quả thấp và lãng phí như là đã từng xảy ra với rất nhiều dự án lớn rồi. Thay vào đó thì nên xã hội hóa, giao cho tư nhân tự bỏ vốn xây dựng và khai thác theo cơ chế là tự chịu trách nhiệm, tự thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu đề xuất về dự án khu phức hợp ở ngoại thành Hà Nội của FLC được chấp thuận thì chắc chắn sẽ là một cái động lực hình thành xung quanh đó một đô thị hiện đại, thân thiện, lịch sự, làm vai trò vệ tinh bên cạnh nội thành Hà Nội, góp phần chia lửa, kéo giãn dân và tránh ách tắc và hạn chế về hạ tầng hiện nay ở khu vực trung tâm Hà Nội với những cái hệ quả xã hội phức tạp khác. Đại diện của FLC cũng khẳng định là nếu mà được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận về cái ý tưởng và giới thiệu được cái địa điểm phù hợp thì tập đoàn FLC sẽ quyết tâm đầu tư vào hoàn thành cái dự án này trong cái thời gian nhanh nhất có thể để góp phần cùng với thủ đô Hà Nội trở thành một trong những thành phố du lịch ấn tượng nhất châu Á ở trong tương lai. Tuy nhiên thì điều mà nhiều người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại là thời gian hoàn thành dự án nếu mà được chấp thuận thì lại không được doanh nghiệp này đề cập đến mà chỉ nhấn mạnh là sẽ quyết tâm đầu tư và hoàn thành dự án trong thời gian là sớm nhất. Hiện tại thì người đứng đầu của FLC cũng là một trong 4 nhân vật giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Do vậy thì cái việc mà bỏ vốn để mà đầu tư những cái dự án lớn này có lẽ là cũng không trở thành vấn đề lớn. Trước FLC thì Vingroup cũng cho biết là đã quyết định đầu tư vào cái đường đua F1 ở tại Mỹ Đình. Và Minh Hải TV cũng đã có video giới thiệu với quý vị và các bạn về cái đường đua này rồi. Theo thông tin được biết thì cái giải đấu này sẽ về Việt Nam vào năm 2020. Và khi đó thì ở tại Mỹ Đình người ta có thể lần đầu tiên được chứng kiến ở tại Hà Nội một cái giải đua công thức 1 rất là tuyệt vời. Trong khi đó thì tập đoàn TNT cũng đã xin xây mới sân vận động Hàng Đẫy ở quận Ba Đình. Và Minh Hải TV cũng đã có video giới thiệu với quý vị và các bạn về cái dự án làm lại sân vận động Hàng Đẫy này rồi. Một sân vận động phải nói là rất hiện đại với cái sức chứa khoảng 2,5 vạn chỗ ngồi. Trong đó là sẽ xây dựng cả một cái khu phức hợp vui chơi giải trí. Sân Hàng Đẫy xây mới thì nói chung là cũng chưa được lớn lắm với cái sức chứa như vậy. Hơn nữa là cái vị trí của sân này nó nằm ở khu trung tâm Hà Nội, tức là quận Ba Đình ấy, thì nó không thực sự là thuận tiện cho giao thông qua lại mỗi lần mà tổ chức những cái giải đấu lớn. Còn sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì với sức chứa là khoảng 40.000 chỗ ngồi thì cũng đã từng lâm vào cảnh chen chúc khi mà người hâm mộ đến đây xem những cái giải đấu lớn, đặc biệt là những cái giải mà có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam ở trong những cái trận đấu quan trọng. Và ở tại phía bắc của Hà Nội gồm có các cái huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh thì rõ ràng là ngày càng nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản. Các đại gia bất động sản đều có các cái dự án lớn, trong khi là FLC thì lại chưa có cái dự án nào tại đây. BRG thì đã công bố cái dự án khu đô thị thông minh 4 tỷ đô. Sun Group thì xây dựng công viên Kim Quy 190 ha với cái số vốn là khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Vingroup thì có dự án là trung tâm triển lãm quốc gia với 90 ha. Gần đây nhất thì Hà Nội cũng mới đồng ý cho một tập đoàn của Hàn Quốc xây dựng trường đua ngựa với cái diện tích cỡ khoảng 420 ha ở tại Sóc Sơn. Vậy thì nếu mà dự án này được phê duyệt, được Hà Nội đồng ý thì ba huyện ở phía bắc của Hà Nội là Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh, huyện nào sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất để mà đầu tư cái dự án này vào? Quý vị và các bạn hãy đưa ra những ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận phía dưới video này. Minh Hải TV xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Đừng quên là nhấn nút đăng ký và tích thêm quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất của Minh Hải TV. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.